Ok, hello, xin chào tất cả mọi người channel của mình. Mình là Enonizer đây, và hôm nay mình sẽ review cho các bạn một Argon mới, đó chính là Argon Kamen Rider Revive. Ok, bắt đầu với video thôi. Đầu tiên ạ, nhìn hình. Ok, chết, lộn, chả tiện. Rồi, tiếp theo. Ok, chết hơi nhanh. Đó. Chết. Chạy đi. Rồi. Ok, đây là form đầu tiên luôn. Ok, vậy là hết video rồi. Nếu các bạn thấy thích video này, nhớ like, share, subscribe cho mình nha.